Ngày hôm qua, YouTube lại vướng vào một vụ bê bối ấu dâm mới mà nếu xử lý không khéo léo, tất cả chúng ta sẽ lại rơi vào thảm họa của tháng 4 năm 2017 khi tất cả các nhãn hàng đồng loạt tấn công YouTube và YouTube đã phải bắt buộc thay đổi chính sách kiếm tiền, và cái đợt quét cơn bão đó kéo dài cho đến suốt năm 2018. Chào các bạn, nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem kênh Việt YouTubers, đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông. Đây sẽ là nơi chút bầu tâm sự của Việt YouTubers ở trong nước cũng như ở hải ngoại. Đồng thời đây cũng là sẽ là nơi cập nhật những thay đổi mới nhất về thuật toán và chính sách của YouTube từ Henry Fan Support của BBTV, network số 1 thế giới trên nền tảng YouTube. Cái vụ bê bối này diễn biến như sau. Ngày hôm qua thì tất cả các nhãn hàng lớn, không phải tất cả các nhãn hàng lớn, có 3 nhãn hàng lớn là Disney, Nestle và Fortnite đã đồng loạt ngừng chạy quảng cáo ở trên YouTube. Nói về Fortnite, mình thấy ở Việt Nam các bạn chơi game còn ít chơi Fortnite, nhưng mà hiện tại Fortnite là game có thị phần lớn nhất thế giới, 2,4 tỷ đô la đúng không? Đây bài báo này. Bài báo này các bạn có thể thấy là Nestle, Disney và Fortnite đã tạm ngừng quảng cáo ở trên YouTube. Thì tại sao lại có sự kiện này? Sự kiện này là bắt đầu từ cái video này của bạn này tên là Matt Guatos. Thì bạn này phát hiện ra một cái lỗ hổng ở trên YouTube mà những cái kẻ biến thái ở trên mạng đối với các cái video của trẻ em, đặc biệt là các trẻ em gái, mà có những cảnh, những video mà bản chất của nó, nội dung của nó cũng bình thường thôi, nhưng mà có những cảnh mà các em bị ở trong cái tư thế mà gọi là lộ hàng đấy, thì những cái người biến thái này ở trong cái phần bình luận ở bên dưới video đưa ra những cái bình luận mà không hay đối với các em và các hành vi khác nữa. Thì cụ thể nha, ví dụ bắt đầu từ chỗ này. Đây ví dụ như ở cái khung hình này là bạn này cho thấy là những cái người biến thái này trao đổi số điện thoại với nhau, cái đường dây ấu dâm này đúng không ạ, trực tiếp. Người ta trao đổi với nhau những cái unlisted video, tức là những cái video không công khai đúng không ạ? Các bạn làm YouTuber các bạn biết rồi, khi mình đăng video lên ở chế độ không công khai thì chỉ có những ai có cái link đấy thì mới xem được. Đúng không? Rồi. 1 phút 43 giây. 1 phút 43 giây. Giảm chất lượng chút xuống. Đây, ở chỗ này bạn này nhắc lại cái vụ tháng 4 năm 2017, cái thảm họa của tất cả chúng ta tháng 4 năm 2017 đúng không? Những cái hình ảnh Spider-Man, Batman, Superman mà lại kết hợp với những cái khiêu dâm. Thì bạn này nói là cái vụ tháng 4 năm 2017 này so với cái vụ này chưa là cái gì cả, tại vì hồi đó thì mặc dù là những cái hình ảnh này khiêu dâm, nhưng mà những người đóng ở đây trong này thì toàn là người lớn, còn trong khi những cái video lần này mà bạn phát hiện ra thì nó kết hợp của hai sự vi phạm, là vừa khiêu dâm mà lại hướng tới đối tượng là trẻ em. Những cái video ở trong đấy, những cái người bị tấn công là trực tiếp là trẻ em. 2 phút 56 giây. 2 phút 56 giây. Đây chỗ này.
Chỗ này bắt đầu từ chỗ này, bạn này sẽ cho thấy là chỉ cần khoảng 5-10 giây là chúng ta có thể, bất cứ ai có thể đi vào cái lỗ hổng này của YouTube để tìm thấy cái đường dây ấu dâm này. Mình cùng How xem một đoạn. this wormhole works, and there's several ways to get access to it, but it's right here. Đầu tiên là chỉ cần search từ khóa là bikini hole đúng không? Are you watching Bikini Hole? Red-blooded heterosexual male group. Do I really need to explain? Who cares? It's besides the point here. Rồi, Now, I'm just going to thì go and chỗ start going through these videos. And eventually, two clicks. See this chỉ video? cần hai click chuột thôi. Like that. I am now, dude, it couldn't be more perfect. Two clicks. I'm now. Đây các bạn có thể nhìn thấy những cái video này, những cái bé gái này, nội dung video chơi đùa với nhau rất là bình thường đúng không? So now that I've clicked on this, look at this sidebar. There. Đây thì một loạt ở trên cái phần video đề xuất này đều là hình ảnh của những bé gái này, và trong video này thì hầu hết là đều có những cảnh mà các There's em nothing bị gọi là, ở Việt Nam mình gọi là bị lộ hàng đúng không? but little girls. Look at this video. Look at what these guys are saying. Let's check it out. Đây. Check this. And here we have one of the first Đây. Ở cái phần này phần này người ta để những cái gọi là timestamp, những cái dấu thời gian ở những cái khúc mà các em bị lộ hàng đúng không? I don't know the features, symptoms of one of these videos, time stamping. And what these pedophiles do is they find these videos, they either. Ok. Rồi bắt đầu từ 6 phút 42 giây trở đi. Thì bắt đầu từ 6 phút 42 giây trở đi thì bạn này quay sang chỉ trích các nhà quảng cáo, chỉ trích YouTube về cái hành vi của họ, tức là để cho những cái việc này xảy ra. Thì từ hôm qua đến nay cái diễn biến của sự việc trở nên rất là phức tạp, tại vì là tại vì như này, mọi người đều phân tích là tại sao các bạn này khi phát hiện ra cái lỗ hổng này, phát hiện ra cái khu vực mà những người biến thái này bình luận về các em bé gái ở trên mạng như thế này, hoặc là trao đổi thông tin với nhau về đường dây ấu dâm vân vân, thì bạn này lại không trực tiếp tấn công, không trực tiếp gọi là chỉ trích những cái người này, mà lại đầu tiên lại quay sang lại chỉ trích các nhà quảng cáo và chỉ trích YouTube. Đồng thời trên cái kênh của bạn này ấy, thì nó cũng có nhiều điều rất là lạ, tại vì là như cái phần như trong cái phần giới thiệu của bạn thì bạn là một cái YouTuber mà trước đây cũng có khá nhiều video, có 200 video, nhưng mà khi xảy ra cái sự việc này thì bạn ẩn hết tất cả các video cũ của mình. Bây giờ chỉ để lại 4 5 cái video liên quan đến cái vụ án này thôi. Mình có thể nhìn thấy ở đây, 1 2 3 4 5 8 cái video tất cả đều liên quan đến cái vụ án này hết. Gọi là pedophile, ấu dâm. Cho nên là hiện nay cũng có một cái thuyết âm mưu nói rằng là, tại vì chỗ này mình sẽ xem một chút để mình hiểu. Có cái thuyết âm mưu nói rằng là bạn này có một thế lực đứng phía sau Matt Watson này để tấn công YouTube. Thì để hiểu tại sao lại nói như thế, thì mình sẽ xem tiếp. Tức là như này, bình thường trên cái hệ sinh thái của YouTube chúng ta thường biết là có YouTuber chúng ta là một này, YouTuber này, rồi thứ hai là khán giả này, thứ ba là nhà quảng cáo này, đúng không? Nhưng mà nhiều lúc chúng ta quên mất còn một cái yếu tố nữa ở bên ngoài mà có tác động khá là lớn, đó là media truyền thống.
gồm có TV này, báo này, tạp chí này, radio này. Thì cái giả thuyết của thuyết âm mưu này đặt ra là cái thế lực media truyền thống có vẻ như đứng đằng sau cái video mà tấn công YouTube này. Thì một khi mà cái tiền quảng cáo, tổng số tiền quảng cáo nó vẫn vậy, nếu mà nó không đổ sang YouTube thì đương nhiên nó sẽ phải đổ về với media truyền thống. Thì mình nhìn cái bức tranh này, mình cũng có thể có một cái mường tượng là tại sao lại có cái thuyết âm mưu là nghi ngờ rằng là cái mục tiêu tấn công của cái video này là tấn công vào YouTube chứ không phải là tấn công vào những cái kẻ biến thái mà ấu dâm trẻ em kia. Thì từ hôm qua đến nay vụ việc vẫn đang diễn biến rất là phức tạp. Có rất là nhiều video mà trước đây được nhiều kênh, nhiều video trước đây được kiếm tiền bình thường thì hôm nay bị vàng tiền hết, bị tắt kiếm tiền hết. Mà người ta bản thân của những YouTuber này không vi phạm gì cả. Ví dụ như kênh này là một kênh rất là lớn, thì cũng kênh này 1 triệu sub hay 2 triệu sub nhỉ, Blinger Family 1.200.000 sub, rất nhiều gia đình này, rất nhiều video bị, hầu hết tất cả các video đều đã bị tắt kiếm tiền và chủ yếu nội dung rất là lành mạnh, đúng không? Kiểu một bé trai này thích tập gym, thích tập thể dục dụng cụ thôi, nhưng mà thường xuyên những kẻ ấu dâm người ta vào trong phần bình luận, tức là YouTube nói rằng vì vì đây là nội dung trẻ em cho nên cái phần bình luận đấy nó tấn công trẻ em, cho nên là nó cũng khóa luôn những cái video này bị vàng tiền. Vì thế chính vì cái việc mà để cho vàng tiền tất cả các video này thì lại gây ra tranh cãi rất lớn ở trên mạng, đặc biệt là ở trên Twitter, khi mà gia đình Ballinger Family này lên phàn nàn ở trên mạng, đúng không? Tại sao lại những cái người biến thái kia, người ta làm sao tôi có thể kiểm soát được cái phần bình luận, người ta muốn bình luận người ta bình luận như thế đâu phải lỗi của tôi, tại sao lại tắt kiếm tiền của tôi? Thì YouTube nói rằng là nhà sáng tạo nội dung cần phải có trách nhiệm kiểm soát kể cả cái phần bình luận đấy. Ok, cái tweet này hiện nay được 1.600 retweet này, 17.000 like, 832 bình luận, đúng không? Kể cả YouTuber lớn như Philip DeFranco, không biết các bạn có biết Philip DeFranco không? Philip DeFranco cũng là một YouTuber rất là lớn, cũng lên tiếng về về vụ này, đúng không? Đây, Philip DeFranco, một vlogger cực kỳ nổi tiếng, 6,3 triệu sub. Và cái tweet này của Philip DeFranco cũng nhận được 1.500 retweet, đúng không? 1.500 retweet. Cho nên là vụ việc vẫn đang diễn biến rất là phức tạp. Thì chúng ta qua qua cái vụ việc này thì bây giờ mình cứ tạm thời mình theo dõi diễn biến của nó, nhưng mà có một số bài học tạm thời mình có thể rút ra được như sau. Thứ nhất là cái dự đoán của mình là CPM, cái giá quảng cáo của nội dung kit trong thời gian tới sẽ giảm, đặc biệt là các kênh nói tiếng Anh. Thì cái việc mà giảm giảm nhiều hay giảm ít là nó hoàn toàn phụ thuộc vào bây giờ cái cách YouTube xử lý cái cuộc khủng hoảng này, và hoàn toàn phụ thuộc vào việc các nhãn hàng khác có nối đuôi nhau theo Disney, theo Nestle và theo Fortnite tạm ngừng quảng cáo trên YouTube hay không. Đúng không? Cái xu hướng thứ hai là chính sách cộng đồng sẽ siết chặt, giống như cái video cách đây vài hôm mình có nói là
cũng vô tình trùng trùng hợp là cách đây vài hôm YouTube vừa mới cải tổ lại cái hệ thống ba gậy của chính sách cộng đồng, thì mình cũng có nói là cái xu hướng là nó sẽ siết chặt hơn, và kết hợp với cái cuộc khủng hoảng lần này, cuộc khủng hoảng ấu dâm lần này, thì chắc chắn là chính sách cộng đồng, các bạn hãy nhớ là nó sẽ năm 2019 này sẽ khó khăn hơn năm 2018 rất rất nhiều, đúng không? Thứ ba là YouTuber, mình chỗ này mình phải lưu ý thêm một điều nữa là phải chú ý quản lý theo dõi cái phần comment, phần bình luận ở trong video của mình. Không phải rằng cái đấy không phải là mình làm ra thì mình không quản lý, mình phải có trách nhiệm quản lý tất cả mọi thứ xuất hiện ở trên phạm vi kênh của mình. Thứ tư là về cái thuyết âm mưu mà như lúc nãy mình nói là cái có một cái thế lực nào đấy đứng đằng sau của cái video ấy để chống lại YouTube. Nếu mà giả sử như cái đấy đúng thì có một điều chúng ta cũng lạc quan rằng là rõ ràng là YouTube, cái quảng cáo ở trên YouTube, quảng cáo ở trên những cái nền tảng media hiện đại đã đang càng ngày càng đe dọa cái media truyền thống. Rõ ràng là nó có sức mạnh của nó càng ngày càng lớn, và dự đoán là đến năm 2020 nó sẽ chiếm đến 50% thị phần quảng cáo. Như vậy thì có một điều lạc quan là của dành cho chúng ta là tương lai của quảng cáo sẽ nằm ở YouTube, và đó là động lực để chúng ta tiếp tục làm và chúng ta học hỏi những luật lệ mà YouTube đặt ra, những luật lệ để đảm bảo sự bền vững cho cộng đồng. Nếu mà chúng ta làm được như thế thì tương lai sẽ nằm ở trong tay chúng ta, đúng không ạ? Sau khi xem xong video này, các bạn hãy bình luận ở phần comment bên dưới xem những dự đoán này của Henry Phan cái nào đúng cái nào sai và diễn biến của sự việc sẽ như thế nào. Và đừng quên lan tỏa tinh thần của Việt YouTuber chúng ta tự hào sáng tạo. Cảm ơn các bạn.